Xin chào quý anh chị, là em Trường đây ạ, đại diện cung cấp bán hàng của Chu Thị Auto Vu Gầm Cao. Clip này thì em sẽ gửi tới cho anh chị một cặp Honda CRV phiên bản L. Phiên bản L là phiên bản cao cấp nhất ở trên những dòng xe Honda CRV rồi anh chị nhé. Và hai chiếc xe này của em thì là sản xuất 2018 và 2019 thì đều nhập khẩu nguyên trước từ Thái Lan. Thì cái form này thì nó sẽ khác cái form mà phiên bản lắp ráp cái gì. Thì nó khác đầu tiên sẽ là những cái chi tiết như là ở cái phần mặt ca lăng một chút này. Mặt ca lăng một chút thì em sẽ ghép vào trong video cho anh chị có thể xem. Cũng như là cái phần viền chrome ở đây. Viền chrome ở đây thì phiên bản lắp ráp thì nó sẽ kéo dài lên tới trên này anh chị nhé. Tạo thành một hình chữ L này. Cũng như là chúng ta sẽ có cái radar trong hệ thống Honda Sensing ở phía trước ở dưới đây này. Đó. À trên này, trên đoạn S-Log ở đây vị trí này luôn. Vị trí này luôn nhé. Ngoài ra thì ở phần la răng thì nó sẽ khác một chút. La răng ở chiếc xe này thì nó sẽ là la răng hình boomerang anh chị nhé. Ba cái boomerang đan vào nhau này. Đấy, và có phay xước. Còn trong khi ở phiên bản lắp ráp ý, phiên bản có Sensing ý, thì nó sẽ có cái la răng hình như kiểu bông hoa, cái bình hoa như này. Thì em cũng sẽ ghép luôn vào cho anh chị có thể dễ thấy nhé. Phiên bản này thì xe chạy khá là ít thôi. Chiếc đầu tiên sẽ là chiếc sản xuất và đăng ký 2018, xe tên cá nhân một chủ từ đầu. Và xe này thì chạy có 5 vận 8 thôi. Đấy, lịch sử hãng bảo dưỡng đầy đủ, sửa xe khá là kỹ tính. Đấy, màu đen và ngoại thất là màu đen cũng là nội thất luôn. Đấy, giá cho chiếc xe này hiện tại bên em đang bán giá xác xe đấy là chỉ 750 triệu anh chị nhé. Chỉ 750 triệu mới hôm kia thôi. Đấy, mới hôm kia chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 810 triệu nhưng bây giờ chỉ còn 750 triệu anh chị nhé. Là cái đơn vị đi đầu tiên trong cái công cuộc giảm giá những chiếc xe. Đấy, bởi vì là thị trường nó như thế nào thì bên em sẽ bán như thế anh chị nhé. Đấy, rất hợp lý luôn. Honda CRV phiên bản L cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký 2018, tên cá nhân một chủ từ đầu. Đấy, biển tỉnh và xe chạy 5.8, chủ xe bảo dưỡng hãng đầy đủ. Giá chỉ 750 triệu anh chị nhé. Giá xác xe là anh chị tự đi đăng ký đấy ạ. Còn giá mà bao xăng tên như nào thì anh chị liên hệ với cả em qua số điện thoại là 0945 542 555. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như đồng hành cùng quý anh chị trong cái thời gian mà anh chị lựa chọn xe nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc sản xuất và đăng ký 2019. Xe cũng một chủ từ đầu luôn. Và chủ xe mới chạy có 6 vận 3 thôi. Đấy, bảo dưỡng hãng cũng đầy đủ. Và chiếc xe này anh chị biết không, nếu mà cách đây như em vừa chia sẻ là hôm kia thì chiếc xe này đang bán với mức giá là 840 triệu cơ. Nhưng bây giờ chỉ còn 799 triệu thôi anh chị nhá. Rất là hợp lý rồi ạ. Đấy, một chiếc Honda CRV sản xuất và đăng ký 2019, tên cá nhân một chủ từ đầu, nhập khẩu trước từ Thái Lan và xe chạy 6 vận 3, đấy, lịch sử hãng đầy đủ. Chỉ có 799 triệu là giá xác xe cho anh chị tự đi đăng ký thôi. Đấy, còn giá bao lăn bánh như nào thì anh chị liên hệ với em nhé. Đấy, khi anh chị liên hệ với cả em Trường thì em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị ra lộc lá cho một chị một chút. Đấy, để thứ nhất là cái phần may mắn này, cũng như là lời cảm ơn để quý anh chị đã tin tưởng và ủng hộ em Trường nhé. Cũng như là ủng hộ Trung Thực Auto. Đấy, anh chị yên tâm, em sẽ hỗ trợ anh chị nhiệt tình hết sức luôn. Đó. Em xin nhắc lại lần cuối, anh chị quan tâm một trong hai chiếc xe này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0945 542 555 anh chị nhé. Giờ em chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.